luồng này là mới làm cái nó mấy đứa nó thấy. Thì khoảng những con bé là nó khi chăn được. Bây giờ phải làm cái này để chăn luôn con bé vào trong này. Có kia con được kìa. Ừ. Nó phải giống đúng không? Đàn của con máu rồi. Ừ. Con này này, con này với con kia là chưa để nữa này. Đang có chuyển cái kia. Trước cứ vào gần nó là mắt nó đỏ lừ nên là phải tránh xa nha. Bây giờ vợ này quay luôn 10 thì nó phá không nhỉ? Cũng tùy thuộc anh ạ, tùy thuộc anh xử lý như nào. Còn chính lưới là nó không bao giờ nó nhảy ra. Chả nhớ mấy đàn. Con của con này ghê hết nhỉ? Tức là có 4 đàn nhưng mà em bán một tuần rồi. Biết chỗ phát rồi. Con này con cái nhỉ? Lành không mà. Bây giờ mình tính là mấy con này chữa hết rồi, đang có đây con này chữa con này, con kia đang chữa hết loạt rồi đấy. Ý con ngoài cùng gì vậy? Đấy. Đây nó hướng chưa? Con bé đấy á. Đấy đang động đây. nó phải to lên một tí nữa nó tầm con kia bắt đầu mồm nó bắt đầu dài ra dần. Nhìn hay. Đây này, bắt đầu mồm dài. Còn trước 30 cân là nó lớn chậm. Lợn được anh tưởng nó được khoảng 20 cân với kiến. Như được lâu phết đấy. Nhìn rất đẹp không? Nó đúng đốm nhỉ? Nhìn anh nhìn con đấy nha. Mông vai tròn, chân tay mập mạp. Con này mua sau này để làm này. Bao lâu thì nó đổi màu? Đấy, bây giờ nó cứ lớn tầm này xong bắt đầu nó hết kẻ dần, hết kẻ đấy. Xong như kiểu là con kia xong lại như con kia mà nó hết kẻ. Con cá to này. Vâng. Còn em thì mấy trên Hàm Yên dặn em mang lên suốt nhưng mà em không có thời gian, bảo là xuống đất nó bảo là xa, nó không xuống đất. Cho mình nhìn chút đi. Cái này con mẹ này. Đấy là ăn khác. Những con mẹ này với mấy con kia, con to này. Tí nó hỏi. Con mấy con kia là con của con này.
4-5 tuổi rồi. Cái này bụng dài mà cóp này này. Như con lợn cái kia cho to cái bìa bán bao nhiêu tiền? Con mẹ này đấy nhỉ? Như con này, con này là mái, con này là mái cũng chuẩn. Xong con mẹ đây này. Cái con này. Cái này vào vaccine hết rồi nhỉ? Nó để được mỗi lứa bao con? Mà lứa đầu thì nó để 4-5 con, còn nếu mà như con này nó để 10 con, nó em bán này. Để săn được 10 con. Cái con kia để săn được 8 con rồi. Muốn hướng nó vào anh, ừ. Đóng cửa nó thả không được nó ra. Còn hàng ngày nó ra chơi. Cái của nó đi ra khoảng nhiều nơi, con được phải nó khoảng 20 cân, con kiến nó bị trúng bụng, cái con thứ non nó bị trúng bụng em, mà lợn này nó như bụng to làm nó chê, nó thẳng đấy, đấy chú làm tiếp thì biết bụng to nó chê, nó thứ hai là đi mình bán đi nó phải nhìn cách nuôi mình làm phải nặng, và họ còn khác ở con đuổi chán đấy, đi mình đi về nhá, chạy thế được không? Trên chiều về được về đến rất lâu. Có gì điện thoại cho em. Bạn đơn tải. Vâng, không muốn về đây ấy. Nếu mà về thì thế đâu qua ngồi bên quận chuẩn bị nói chuyện. Em cũng bảo là anh em mình nhớ nhà mình có.
mua cái thau, thau cái cục thau kìa. Vặn 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 xuống đúng không? Cái này có được thì được không? Được. Đó, tôi tỏ vậy không đơn giản nhỉ. Chỉ cần một tí thôi. Cái kia là nó ấy à, vừa mài xong bỏng thế. Được, có cửa chặn phát đây. Bốn con này, con nữa. Có bắt không? Bắt con nữa. Con nữa nhé, bắt con to to trong này nhé. Con này
là đẹp luôn. Rồi vào đi. Như kiểu anh thả cái ví vào trong cốp phía sau nhỉ? Hình như tôi sợ đâu mà. 2, 4, 5, 6 con. Ôi. Con. Chưa đi được đuổi bây giờ, không biết là chở xuống được không à. Em giữ anh để rửa tay. Là cứ nghĩ là không đủ tiền trong tài khoản để chở cái ví ông kia, nhưng mà sao mày đủ. Gì vậy? Một con lợn bé này lên còn thu nhập chi hết cái đất kia. Con lông đúng không? Vâng. Đấy. Cây đấy anh lấy cây đấy anh cắm cây đấy xong bắt đầu nấu cám thỉnh thoảng anh cho vào. Hay là dưỡng hoặc là anh giúp cho nó ăn sống rồi nó ăn thịt ăn lắm. Ờ. À. Mấy dây mấy cây ở chỗ đầu lá nhé. Nó cắm nhiều lắm nhưng mà gà nó ăn nhiều, gà ăn thịt ăn. Nói chung như này là biết rồi. Thằng nó ải, cô đưa bạn. Nó cho xem thấy ấy, xem là anh nhìn chắc anh nhìn thấy coi con cái kìa, một đầu dài một dài vẫn được, chỉ cần thế thôi, cái bụng cái keo là được. Còn mấy kia lợn nó hoàng hết, cái kia thằng đây là nó như là bí ấy. Với lại người ta đi mua về người ta cũng kêu rồi, cứ gọi anh nhé. Anh cứ cho tí em lại quay lên mà.